Rồi, Dũng Cô Đốc xin chào tất cả những anh em chơi cù gáy. Hôm nay mình sẽ đưa lên một con chim bồ thổ tốt tiếng, bọc bọc. Con này cũng mới bắt thôi. Con này đã tới bị sôi chắc cái không thể đâu nó một tí. Con này thì nuốt hay có thúc dặm và leo tự thúc luôn. Con này thì lý tiếng rất tốt và trông rất là cứng luôn. Con này thì to dài, em xem tổng thôi, có thúc thôi này. Bự từng hai bên nhân đều con này thì mới bắt chưa thấy bộ lông rừng nên là nhìn nó chưa được đẹp lắm. Đây là bộ lông tự nhiên ngô rừng của nó này anh em. Con này thì vừa nuôi lâu lắm, rất là nhát. Mình cũng quay về một số yêu cầu của anh em là cần cho coi những con bộ mới, mình cũng quay luôn. Con này thì rất đẹp, con nhát, không có re không được con chim. Nhưng mà còn cái quay thì có sao thì mình nói nó đúng như vậy thôi. Con này thì là lúa thôi. Bổi thì mình bỏ một lần hai củ nước hạt hai củ lúa thì nó ăn rất là lâu, mình coi tốn thời gian chăm hơn. Còn bây giờ là chỉ mình cần là giai đoạn đầu là thường và nuôi cho nó quen rồi nó thích nghi thôi, còn mình cũng không cần tập trung mua nó lắm. Rất là bự nha anh em. Con này thì nước nó anh em không còn phải suy nghĩ nữa. Vào cây là thúc dặm kèm rất là liếng. Rất là hung anh em. Rồi, mình nói như đó thôi. Chào những anh em đang xem video này của mình.